Xin chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Thúy Trần Bất Động Sản Bình Dương. Có vẻ rằng hầu như trong chúng ta ai cũng mong muốn mình sở hữu được một căn nhà nằm ở vị trí trung tâm, có nhiều tiện ích, thuận tiện giao thông mà giá lại phù hợp, đúng không ạ? Và chính đó là lý do mà ngày hôm nay Thúy đang có mặt tại một căn nhà cực kỳ đẹp, giá cực kỳ hợp lý để gửi đến quý anh chị và các bạn của chúng ta tham quan và đầu tư nhé. Vâng, xin mời các bạn chúng ta cùng vào bên trong căn nhà. Căn nhà có tổng diện tích là 4x15, thổ cư 100% và đã có sổ hồng riêng. Và điều đặc biệt khi bước vào căn nhà này thì chúng ta sẽ cảm nhận đầu tiên đó chính là phòng khách. Phòng khách được thiết kế cực kỳ rộng rãi và được gắn những bức phù điêu rất là đẹp mắt và tạo được không gian thoáng đãng cho căn nhà. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với gian bếp. Phòng bếp này của chúng ta cũng được thiết kế cũng cực kỳ rộng, không kém gì với phòng khách. Và đã được chủ đầu tư thiết kế bao gồm nội thất là tủ bếp trên, bếp dưới cũng như là kệ bếp. Khi mà chị em phụ nữ của chúng ta làm nội trợ để nấu cho những gia đình những bữa cơm trong gian bếp này thì chúng ta sẽ cảm giác được thoải mái hơn. Và tiếp tục chúng ta sẽ đến với này, phòng vệ sinh. Từ phòng vệ sinh này đã được thiết kế toàn bộ nội thất bao gồm là bồn cầu, bồn rửa tay cũng như là vòi hoa sen và được lắp kính cũng như là đá hoa cương. Và ngay đằng sau căn nhà của chúng ta sẽ có 2m nối thoát hiểm. Vâng, từ 2m nối thoát hiểm này chúng ta có thể là dùng để là sân phơi. Rất là hợp lý đúng không ạ? Với diện tích là 60m², căn nhà có chiều dài là 15m và đằng trước nhà sẽ có 3m vỉa hè, sau nhà có 2m nối thoát hiểm ạ. Như vậy căn nhà của chúng ta được thiết kế này chúng ta đã cảm giác là cực kỳ rộng rãi được đúng không ạ? Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta cùng đi lên trên lầu 1 để khám phá xem căn nhà của chúng ta có những gì thêm nhé. Vâng, cầu thang của chúng ta được áp bằng kính cường lực cũng như là tay vịn cực kỳ an toàn đúng không ạ? Vâng, và đây là một căn phòng ngủ của chúng ta. Căn phòng ngủ được thiết kế không gian mở, sẽ có cửa sổ lấy ánh sáng cũng như là lấy gió để cho gia chủ chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Và đây tiếp tục là căn phòng ngủ thứ hai. Căn phòng ngủ của chúng ta được thiết kế sẽ có một ban công để đó từ đó chúng ta có thể ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh xung quanh khu công nghiệp Nam Tân Uyên và nhìn thấy xung quanh hàng xóm của chúng ta nữa. Căn nhà của chúng ta hợp về hướng Tây Bắc các bạn nhé, rất phù hợp với cho quý anh chị khách hàng thuộc về Tây Tứ Trạch thì chúng ta có thể cân nhắc ạ. Vâng, đứng ở trên này chúng ta sẽ cảm giác cực kỳ thoáng và mát các bạn ơi. Vâng, và Thúy Trần cũng xin báo giá luôn. Căn nhà này có giá là 1.550.000.000 các bạn nhé. Vâng, quý anh chị và các bạn quan tâm đầu tư có thể inbox trực tiếp cho Thúy. Thì xin hỗ trợ và tư vấn. Xin chào và hẹn gặp lại.